Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về đây thuộc ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường có tổng diện tích là 1.144 m². Trên thửa đất căn nhà phường có 150 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi, mình rẽ phải là liên thông ra đường bê tông 3 m, khoảng là 40 m. Con đường này đá xanh, rộng khoảng 2,5 m nha anh chị. Mình chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác. Ô tô thì anh chị cách khoảng 40 m. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua đi ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ nè, trường cấp 1, trường cấp 2, cách khoảng 1 km. Trước phần đất mình có một con sông nha anh chị. Sông này thì rộng khoảng 10 m và cũng liên thông ra sông Nguyễn Tấn Thành. Và anh chị lấy nước ra vào để tưới tiêu rất là thuận tiện luôn anh chị. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm nha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà phường này hơn. Để anh chị ở xa mình về đây thì cũng không mất thời gian nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang theo cái mặt tiền đá xanh này là 4 m nha anh chị. Và có chiều sâu là 36. Đất mình nở hậu ra là 23, mình dài xuống bên dưới là 43 m lần anh chị. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này, mình đo qua tới cái bức tường bên đây nè anh chị, là 4 m nha anh chị. Tới đây chiều sâu mình thẳng vào bên trong là 36. Trên thửa đất gia chủ thì đang trồng rất là nhiều cây ăn trái luôn anh chị, như là dừa, bưởi, mít. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn nha anh chị. Dùng đất ở xã Long Hưng thì thích hợp để cho anh chị mình mua về để trồng cây ăn trái và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Ở đây thì tới đây nha anh chị. Ở ngang qua đây là 4 m, chiều sâu mình thẳng ra là 36. Đó, mình nở hậu qua chữ L là 23 nha anh chị, và có chiều sâu hết đất là 43 m. Ở bên hông con đường đi vào của mình thì có một ngôi mộ nha anh chị. Ở đây thì gia chủ đang kẹt tiền nên cắt ra phần đất để bán nha anh chị. Ở phía trước là ngang là 4 m anh chị. Mình thẳng vào bên trong ha. Mình tới ngay chỗ vị trí này là 36 m. Mình tới vị trí này nha anh chị. Mình đá qua chữ L là 23 m anh chị. Trên thửa đất căn nhà có 150 m là đất thổ cư nha. Vậy thì anh chị, cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn anh chị. Ở đây thì gia chủ chủ yếu là trồng dừa nha anh chị. Đất của mình thì đá qua
chữ L tới bên đây nha anh chị là 23. Chiều sâu của mình thẳng xuống bên dưới là 43 m. Tổng diện tích ở phần phía sau là 1.000 m². Còn con đường anh chị mình đi vào là 144 m nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 800 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Về đây thì anh chị cô chú mình cũng không mất thời gian nha. Ở đây thì điện nước, wifi thì có đầy đủ nha anh chị. Ở căn nhà này nhà cấp 4 nông thôn thôi. Phía sau của mình là 1.000 m² nha anh chị. Rất là đẹp luôn á. Ở vị trí này thì anh chị có thể mình mua về để làm nhà vườn nghỉ dưỡng là thích hợp nha anh chị. Ở căn nhà này thì em thấy cũng đơn sơ thôi. Ở đây thì mình có bưởi nè. Bên hông thì mình có ao cá nữa nha anh chị. Ok, bên căn nhà của mình thì cũng có nhà hàng xóm cũng đông anh chị. Ở đây thì mình có một cái ao cá nha anh chị. Phía sau thì đất của mình không màu mỡ nha anh chị. Ở nhà này thì nhà nát thôi anh chị. Ở về thì anh chị cô chú mình ở tạm cũng được. Hoặc anh chị mình bỏ cũng được nha anh chị. Ở phía sau thì gia chủ đang trồng dừa nè. Và một số bưởi nha anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị, cô chú mình có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Ở đất mình thì tới đây là hết ranh giới của mình nha anh chị. Gia chủ thì đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị. Tổng diện tích là 1.144 m², có 150 m là đất thổ cư, giá bán là 800 triệu. Gia chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn nha. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Từ vị trí căn nhà vườn mình di chuyển ra tới đường ô tô khoảng 40 m đổ lại thôi anh chị. Ở đây thì chủ yếu là gia chủ đang trồng dừa và vài cây bưởi anh chị và một số tắc. Dừa của mình là dừa xiêm anh chị. Dừa của mình thì cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch luôn anh chị. Từ vị trí căn nhà phường mình di chuyển ra tới đường Quyền Lộ 35 khoảng 1 km nha.
Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng đông nam nha anh chị. Từ thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển về khoảng 9 km là anh chị tới nha. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy móc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 62 km là anh chị tới. Hiện gia chủ thì đang rất là kẹt tiền anh chị, nên cần bán gấp. Tổng diện tích là 1.144 m², có 150 m là đất thổ cư. Giá bán là 800 triệu anh chị. Gia chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn nha. Con đường ở phía trước là gia chủ cắt ra cho anh chị là 4 m nha anh chị. Mình sâu vào khoảng 36 m là mình nở hậu ra chữ L là 23, dài 43 nha anh chị. Ở đây thì nước ngọt quanh năm, anh chị cô chú mình yên tâm nha. Dùng đất ở xã Long Hưng thì thích hợp để cho anh chị mình trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn. Ở đây thì anh chị mình trồng vú sữa nè, bưởi nè, mít, sầu riêng, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Ở đây là tổng quan thửa đất căn nhà phường của mình nha anh chị. Em di chuyển ra bên ngoài để em chỉ anh chị xem nha. Con đường này thì ngang là 4 m, mình sâu tới đây là 36, bên hông thì có một ngôi mộ nha anh chị. Đất mình thì đá qua chữ L là 23, mình sâu vào là 43 m. Phía sau mình là tổng diện tích là 1.000 m². Đó, con đường ở phía trước là 144 m² nha. Ở trên thửa đất căn nhà thì có 150 m là đất thổ cư. Gia chủ đang kêu bán giá là 800 triệu và bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.